Vâng, một chiếc Urgenza đẹp cho anh chị đây ạ. Vâng, Urgenza sản xuất 2010 nhé. Với một chiếc xe chạy 10 vạn chuẩn, xe bao tất cả nguyên bản, thân vỏ không đâm va gì, máy zin, số còn rất là đẹp, nội thất cực kỳ đẹp luôn, gầm bệ chắc chắn. Đây, chị đang tìm một chiếc Urgenza mà nó đẹp, không lỗi thì có thể liên hệ trực tiếp em để chốt cái mẫu xe này nhé. Chạy 10 vạn chuẩn, có thể bao cho anh chị đi test về phần vấn đề km của chiếc xe này luôn. Đấy, thân vỏ thì hoàn toàn không lỗi gì, không hề mục mọt bất kỳ một vị trí nào cả nhá. Keo chỉ zin hoàn toàn cả xe. Đây anh chị có thể thấy này, em sẽ quay sát cho anh chị xem về phần thân vỏ của xe đây ạ. À, sơn màu bạc, rất là bóng, đẹp. Tất cả đường gân, đường chỉ rất là thẳng. Đèn rất sáng luôn, bờ sốc trước hoàn toàn nguyên bản. Đây, Urgenza động cơ 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng khá là đẹp, giá thành hợp lý, hơn 100 triệu thôi ạ. Trước đây Urgenza này thì em để em nói giá luôn và sau đó sẽ quay chi tiết cho anh chị nhé. Urgenza 2010 này, chạy 10 vạn, máy zin, thân vỏ zin cả xe, nội thất đẹp. Giá mà bên em đang chào bán 155 triệu đồng thôi ạ. Đấy, giá trên thì bao rút hồ sơ cho anh chị và chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Anh chị khu vực phía Bắc thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em, đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem cái mẫu xe này. Đấy, và sau đây em sẽ quay chi tiết cái chiếc xe này này. Xe thì bao lỗi toàn bộ cho anh chị. Đấy, xe không lỗi gì cả. Vỏ gần như là không có chút bả ma tít nào luôn. Xe rất đẹp, đây là đèn hậu này. Đèn hậu sáng choang luôn này. Đó. Đèn hậu sáng choang luôn. Rồi. Thân vỏ cực kỳ đẹp này. Như là vỏ không có một chút bả ma tít nào cả. Tất cả những cái đường chỉ, đường kẻ trên xe còn nguyên, rất là thẳng. Đó, xe thì mang biển số Hà Nội rồi. Đây, hông này. Anh chị thấy không ạ? Không có chút bả ma tít nào luôn nhé. Đây, em mở cánh cho anh chị xem phần chỉ của xe này. Tất cả chỉ này, anh chị thấy không ạ? Rất sắc nét luôn. Đó, rất sắc nét, không có một chút bả ma tít nào và không bị han mục bất kỳ một cái gì cả nhé. Ngay cả những cái đường rãnh này, chị thấy không ạ? Đường rãnh thoát nước này không bị han một chút nào luôn. Đây, những cái chấm này tất cọp nguyên bản, nóng trong, sơn zin. Đây, những con ốc của nhà sản xuất, ốc bản đề chưa ra luôn, chị thấy không ạ? Rất sắc nét nhá. Đó, cánh nào cũng vậy luôn. Đây, cánh này chỉ đấy ạ. Đó, 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 nội thất thì một chút nữa em sẽ quay nội thất, quay cánh trước cho anh chị. Đây, tất cả zin toàn bộ luôn. Thế em nghĩ là chắc không một ai ở cái đất nước Việt Nam này dám quay phần keo chỉ của chiếc cây của Urgenza cho anh chị mà chi tiết như này. Đây, ngay kể cả cua lốp nhé. Này, những cái dấu chấm của nhà sản xuất hoàn toàn còn nguyên, cua lốp nguyên bản luôn nhé, cua lốp nguyên bản của nhà sản xuất, không bị han mục chút nào luôn. Đó này, chỉ đấy ạ, nét đẹp luôn này. Đó, những cái đinh dập này, xe phải nói là rất là đẹp. Chân nỉ hơi bẩn một chút thôi ạ. Ghế da bọc mới. Đây, cốp này, cốp đây ạ. Cốp lỉ mới tinh tinh luôn. Anh chị thấy không ạ? Cốp lỉ mới tinh luôn. Đây, máng nước này. Đó, đinh hoàn toàn còn nguyên nhé. Đinh tán này, không hề đâm vào hai bên này. Rất chi tiết luôn ạ. Đó là chỉ đây, anh chị thấy rõ không ạ? Một chiếc xe phải thực sự với anh chị là rất ít khi mà mua được một chiếc Urgenza đời 2010 chạy 10 vạn chuẩn mà thân vỏ cũng như là máy móc nội thất còn được tương đối như thế này. Giá rất hợp lý đúng không ạ? 155 triệu đồng thôi ạ. Đây, những cái ốc này,
chấm sơn nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đó. À, những con ốc này sáng trưng luôn. Chắc không bao giờ tìm được một chiếc Daewoo Gensha thứ hai chạy 10 vạn mà nó còn đẹp như này mà được bán với giá như vậy đâu ạ. Và ngoài chiếc Daewoo Gensha này thì hiện tại nhà em còn rất nhiều xe, lúc nào cũng duy trì một lượng xe rất nhiều, khoảng 4 đến 50 chiếc xe. Đây là xếp ra ngày hôm nay toàn những chiếc xe, hai chiếc Vios G à E xịn này. Hai chiếc Innova G xịn. Một chiếc i10 này. i10 2015. Giá 215 triệu. Đấy, nhưng mà video này chủ yếu là em sẽ giới thiệu anh chị chiếc Daewoo Gensha rất đẹp, giá hợp lý 155 triệu đồng thôi. Anh chị đang cần tìm những cái mẫu xe như thế này đấy, để sử dụng gia đình đi che mưa che nắng, phục vụ công việc đi lại của gia đình mình, thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0832 777 777 để chốt cái mẫu xe này. Vâng, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi đến cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo sau. Xin cảm ơn anh chị ạ.